Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn hai cái dòng xe Taycan các bạn hỏi khá là nhiều, đó là Winner V3 với lại Exciter 155 á. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có Luyến hỗ trợ giới thiệu, không mời Luyến ạ. Hello cả nhà nha, thì hôm nay em Luyến sẽ lên video review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng Honda Winner V3 cùng phiên bản màu xanh Mazda ABS và CBS nha. Cả nhà mình đang quan tâm cũng như đang có nhu cầu mua xe trong thời điểm hiện tại thì liên hệ liền ngay cho em Luyến nha. Áp dụng khách hàng khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước, hỗ trợ ngay 2 triệu đồng mua xe đi lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng ha. Áp dụng khi liên hệ qua số điện thoại Zalo của Luyến là 0905299064 nhé. Đầu tiên là về mẫu Winner, màu Winner này, con này gọi là màu xanh ngọc bích. Ngọc bích. Đúng rồi. Mẫu này màu xanh cánh nhé. Đỏ này, bên này gọi là xanh gì ta? Xanh này là xanh đen á, xanh đậm ạ. Mẫu xanh này đậm. Thì lần có phải đó, vài lần em sơn lên là rất là ít luôn, hiếm lần khi sơn lên màu này luôn ạ. Rất là đẹp nhé. Rồi màu xám xi măng này. Xanh xi măng chứ, còn cái này gọi là màu xám đúng không? Đúng rồi. Cánh đỏ này, màu xanh đen này. Đây cũng là màu xanh đen này, màu đỏ trắng này, màu bạc này. Có rất là nhiều màu cho anh chị bạn ha. Thì hiện tại thì Winner V3 màu zin thì giá sao em? Mức giá hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 35 triệu 900 đến 37 triệu 900 từ phiên bản nhé. Trả trước cho Luyến chỉ cần là 4 đến 5 triệu là sở hữu xe rồi. Liên hệ đặt lịch trước Luyến sẽ hỗ trợ ngay 2 triệu đồng nha. Bên Luyến có rất là nhiều màu sắc cũng như là phiên bản đẹp cho cả nhà mình lựa chọn. Riêng về nhé. Màu Winner thì ở đây thì màu đủ màu thì bao nhiêu luôn. Rồi thì mình chuyển qua dòng F 155 đi em. Đây mẫu này là 155 phiên bản Sơn Mazda nha. Cập nhật giá sơ sơ thôi, còn chi tiết Luyến sẽ làm riêng về một video khác nhé. Đối với mẫu F155 này, bên Luyến đang hiện tại có mức trả là chỉ từ 42.900 đối với bản chìa khóa tiêu chuẩn và 44.900 đối với phiên bản Smart K nha. Liên hệ đặt lịch trước cũng được giảm 2 triệu nhé. Ok, thì đó là giá xe. Anh chị và bạn nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào.